Thảo và nhóm bạn đã đến Los Angeles. Giờ cũng 4 giờ rưỡi chiều rồi. Mướn cái nhà ở đây. Cái khu nhà ở đây nhìn cũng yên tĩnh lắm. Chưa vô nhà nữa, mới tới à. Rồi, mướn cái nhà này nè. Đó, cái nhà sau lưng Thảo. Cho ba gia đình ở. Cái khu này cũng yên tĩnh dễ sợ luôn. Đó, rất là yên tĩnh. Giờ đi vô nha, đi vô nhà. Đi vô tham quan cái nhà coi thế nào. Bây giờ á, người ta đi chơi á, hai một nhóm đông mấy gia đình á, mướn cái nhà ở chung. Mọi người giờ đi chơi á, thích mướn nhà rất là tiện lợi. Giờ đi vô nhà ha. Rồi, giờ đi vô nhà. Có cái lò sưởi. Một cái bàn. Bên đây một cái ghế sofa nữa. Đây cái ghế sofa nữa. Rồi bàn ăn, bàn ăn. Sẵn luôn. Tủ lạnh. Bếp. Rửa chén. Bên đây bếp. Đơn giản thôi. Bếp nấu ăn. Đi vô phòng. Để đi ra sao chứ coi sao coi mọi người đang làm gì ở sao. Đây. Ở đây có gì á? Cái đó hả? Có cái kho của người ta nữa. Đậu xe đây hả? Đậu xe. Cái sân rộng quá hả? Đậu 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 xe ở đây, đậu xe ở ngoài. Sao nó có phòng rộng vậy? Có cái phòng nữa hả? Nhưng mà mình đâu mướn đâu phải không? Nó của mình luôn là ba phòng á, chị với chung ở trong đây đi em với bạn. Có cái phòng ở ngoài đó nữa hả? Là trong nhà hai phòng. Trong nhà hai phòng, ở ngoài đây một phòng. Mở được. Còn nãy gì? Này. Nghĩ cũng cái phòng á. Không, không cái này chắc gara. Ở ngoài cái sân vườn đẹp. Ngoài, ở ngoài đó có sân vườn nữa hả? Không, có cái hồng đất trống sạch. Có cái ổi. Thấy, có cái ổi nè. Có trái không? Có cái ổi nữa. Dưới miền Nam này trồng ổi được. Đó, bông quá trời luôn nè. Bông ổi nè. Phải không? Cái ổi mà. Cái ổi. Thấy cái ổi mừng quá đi. Dưới miền Nam này ổi nhiều lắm. Nhà này có cái ổi nè. Cái ổi cũng bự bự. Rồi có cái phòng ở đây nữa. Nhà cổ kính đó ha. Trong cái nhà này có cái sân. Có cái hồng. Đó, mướn cái nhà như vậy. Rồi một bạn ở ngoài cái nhà này. Vô cái phòng ở đây. Đây có cái phòng nữa. Cái phòng này đẹp. Chưa mở đèn. Một cái phòng riêng của một cái nhà riêng. Còn hai phòng ở chung. Cái phòng này có gốc cây hồng ở đây. Phòng này có nhiều đường đi vô. Bên đây là nhà bếp. Mở đèn lên đi mấy đứa. Mở đèn lên đi. Đây có một phòng. Mở đèn cho sáng đi, mở màn lên. Mở đèn lên. Rồi mở màn đi. Mở màn. Thank you. Hi.
qua phòng kế bên đây để mở màn lên, mở cửa lên cho sáng. Mở đèn rồi lên cho sáng. Mở đèn lên cho sáng. Mùi thuốc tẩy cái toilet ở đây. Rồi giờ bạn của ông xã Peter mở cái ghế salon này nha. Đó là cái giường đó, ghế salon giường. Ở trong cái nhà này có ba cái ghế như vậy là được ba cái giường. Một cái giường vậy 2-3 người ngủ được. Đó. Ba lại phụ Peter. Kêu ông xã phụ coi. Rồi chưa, mới vô thấy nhà cổ thấy ốm nhưng mà vô đây thấy thấy cũng được lắm. Cổ mà nó mắc tiền quá, nó nằm khu mắc tiền đó vậy đó. Ủa, ba cái là được 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 ba nhóm ngủ rồi, món này là 2-3 người ngủ, thấy chưa, ba người cũng được vậy ha. Này ba người được không ta? Hai người rộng á, ba đứa nít được. Đó. Là được một cái nè, hai cái nè. Ba cái. Ba cái là được ba gia đình ngủ rồi đó. Hai cái phòng trong nhà. Hai cái phòng ở đằng sau, một sân cỏ rộng chà bá. Ông xã kiểm tra cái giá của cái nhà này là 1.830.000 đô la hiện nay. Đó. Ở nhà này cho mướn ở trên trang web Airbnb á, Airbnb đó, trang web đó. Giờ hai cho mướn nhà, ông xã cũng định mai mốt cho mướn nhà của Thảo ngày vậy á, mấy trăm đô. Nhà này là nhóm bạn mướn là gần 700 đô, hai đêm hả Peter, gần 700 phải không? 600 mấy, gần 700 đô 2 đêm, gần Hollywood á, gần phim trường Universal Studio, ngay gần cái đường Hollywood luôn á, đi ra đó chừng 10-15 phút lái xe. 10 phút à. Đó. Cái nhà này á nhìn cổ vậy đó, mắc lắm, tại nó nằm ở cái khu đắt đỏ. Nó cổ xưa nhưng mà nó đắt đỏ. Mỹ này nó đắt đỏ là nó nằm ở cái địa điểm của nó. Cổ xưa lắm. Xung quanh nó có mấy cái khách sạn nữa nè. Mấy cái khách sạn kế bên. Xưa lắm, nhà này cổ xưa lắm. Mà khu này yên tĩnh ghê. Mưa, lâu lâu xuống ở nhà này nhiêu ta? 40 tỷ. 40 tỷ Việt Nam nha. Ủa 1.8 triệu phải 40 tỷ không trời. Nhà có sân cỏ cũng rộng. Rồi. Cửa đi vô có chỗ đậu xe, chạy xuống sau luôn. À, có cái sân sau để đậu xe. Nhà cổ. Bên kế bên này có khách sạn. Rộng thấy ghê chưa? Bạn có một đứa nó xuống cái chòi dưới làm sao? Nói cái chòi giỡn chơi vậy chứ cái nhà ta cất riêng vậy đó. Nhà này cổ xưa lắm, gần 90 năm. Kế bên là khách sạn. Đó, sân quá trời rộng luôn. Vậy hả? Vậy mình đâu biết đâu ta. Mấy Peter này giỏi. Ủa? Vậy ngủ đây luôn đi. Xuống dưới cái phòng kia chi? Hả? À. Rồi, ngủ đây. Thêm cái giường nữa.